Em có biết cái loại tình cảm nào khiến cho người ta nhớ đến lâu nhất không? Là khi hai người chẳng có gì ở trong tay, đến với nhau chỉ vì chữ tình và ở với nhau là vì chữ tâm. Là khi chúng ta thời còn non trẻ, mang trong mình bao nhiêu về một tình yêu, một câu chuyện không bao giờ biến chất. Thời gian dù có như thế nào cũng không bao giờ đổi thay bởi những cái sự cám dỗ. Loại tình yêu khiến cho người ta lưu luyến nhất và nhiều nhất là loại tình yêu không đi đôi cùng với sự nghiệp, không đi với tiền bạc, không cùng với tương lai hay cám dỗ. Nhưng mà càng về sau thì tình yêu lại càng bị nhuốm một cái màu thực tế. Chúng ta không chỉ cần có tình yêu trong cuộc sống và cuộc đời, không chỉ yêu nhau và nhìn nhau để sống, không thể mãi nắm tay nhau mà gặp đôi chiếc bánh mì cùng với nhau đi qua năm tháng. Con người ai cũng sẽ mang trong mình suy nghĩ, thà mình nỗ lực ngồi trên ô tô để khóc thay vì gục mặt trên lề đường mà bật khóc, có đúng không? Ai cũng mong có thể trở thành một ai đó để người khác ngưỡng mộ, nên trong tình yêu dần trở thành một gia vị chứ không còn là tất cả trong cuộc đời của mọi người. Trong những cái năm tháng, chúng ta cố gắng cho tương lai. Chúng ta từng đánh rơi hoặc bỏ lỡ một điều gì đấy hoặc một người nào đấy. Đôi khi em ước chúng mình gặp nhau khi em đã có tất cả mọi thứ trong tay, thì khi ấy em sẽ không cần gì ngoài tình yêu cả. Nhưng đáng tiếc chúng ta gặp nhau vào thời điểm chưa có gì trong tay. Tình yêu dù có yêu nhau bao nhiêu vẫn không thể phủ nhận em cần nhiều hơn là cả một tình yêu như thế.